Hồi đó mình có chồng về á, ngày đầu là phải thức dậy sớm nè, pha cho bà già chồng một ấm nước trà, rồi quét nhà quét sân. Không, chỉ ngủ tới 10 giờ luôn. Xin mời. Đây, mời ngồi ạ. À, mời cô giới thiệu về mình. À, xin chào Quyền Linh. À, chào Lê Lộc. Dạ. Chào tất cả quý khán giả có mặt trong phim trường. Và tôi tên là Phan Thị Thanh Nhàn, đến từ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ừ. Nghề nghiệp là trước đây là dẫn chương trình, làm MC. Oh. Từ khi con nó cho lên chức bà nội tới giờ thì cũng thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật mới nhận chương trình đi làm cho nhà hàng thôi. Dạ. Dạ, đây là con dâu của tôi. Dạ, xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Lê Lộc. Em là Trần Thị Mỹ Duyên, em hiện đang đi làm công ty, em 23 tuổi. Mình làm dâu của mẹ lâu chưa? Dạ, làm dâu cũng được 4 năm rồi chị. 23 tuổi làm dâu 4 năm rồi? Là làm dâu lúc 19 tuổi cơ. Vậy quen nhau lúc mấy tuổi? Dạ, lúc còn nhỏ. Còn nhỏ là khoảng mấy tuổi? Dạ, con đi đi học. Đi học là khoảng mấy tuổi? Mấy tuổi cái gì, 19 tuổi người ta mới cho cưới mà, chú hỏi kỹ quá à. Hỏi. Mình có em bé chưa em hả? Dạ rồi chị, nay được gần 3 tuổi chị. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu đó thì mình ấn tượng điều gì? Không phải ấn tượng đó, mà quá là ấn tượng luôn. Mình thì nhỏ con vậy nè, mình đang nằm dẫn dâu về. Mình cũng không ngờ dẫn về nghe là chào bác. Trời ơi, mình nhìn lên. Trời, nó bự con, nó che hết cái cánh cửa luôn. Trời ơi, hết hồn giết. Cao mét mấy con? Con 1m68. Cao hơn Lê Lộc một chút. Lê Lộc 1m61. Ở nhà thì nói chung là mình cũng không có một thằng con trai duy nhất thôi. À, con một. Con một đó, nhưng mà mình không có đặt là quy chuẩn là con dâu phải như thế nào. Miễn con trai mình thương là mình chịu thôi. Nhưng mà mình tính là chấp nhận là cho hai đứa nó tìm hiểu với quen nhau thôi. Thôi. Xong cái mấy ngày sau, Quyền Linh biết không? Là nó lừa mình một cú lừa rất là ngoạn mục luôn. À, tôi nói là con còn nhỏ lắm nha. Lúc đó là hai đứa bằng tuổi nhau đó, mới có 19 tuổi thôi. Con phải từ từ mới lấy vợ, khoảng hai mấy tuổi cho chững chạc xong á mẹ mới cưới vợ cho con. Anh thương cái chị này quá mà, anh sợ không cưới. Gần một tháng sau nữa, cái nói mẹ ơi, giờ con nói với mẹ này nha. Giờ con nói thiệt với mẹ, giờ hai đứa con thương nhau quá rồi. Giờ con lỡ làm cho con bạn con có bầu. Chết điếng luôn, trời ơi, sao vậy con? Mà lúc đó mình cũng lo cho con gái người ta nữa. Rồi mình mới nói kêu này ra giờ á, thì sao? Giờ hai đứa lỡ vậy rồi. Thôi giờ bác sẽ đi cưới con thôi, chứ mình sẽ chịu trách nhiệm chứ giờ sao giờ. Cái giờ gặp ba anh xui chị xui mới bàn tính, nên là cũng đi tìm đến thầy, để cũng như là tìm đến người mà coi ngày lành tháng tốt để mình cưới vợ cho con mình á. Là lúc đó là nó nói đầu tháng 5 năm 2015 dở sổ ra thì ổng coi được là có một ngày lành ở trong tháng 5 đó, rồi một ngày lành trong tháng 11, chỉ một năm đó chỉ có hai ngày lành thôi. Mà mình nghĩ trời đất ơi, con gái người ta có bầu này mấy tháng rồi mà để tới tháng 11 rồi nó bụng nó bự làm sao cưới. Đúng rồi. Rồi xong cái mình nói thôi giờ làm liền trong tháng 5. Mà mình nói làm liền mà đi đặt thiệp thì điều lại cái người mà họ làm thiệp luôn á, mà đặt 600-700 thiệp. Rồi làm giùm tôi bữa nay đi rồi ngày mai tôi lấy liền. Trời ơi, bác ơi, bác đặt thiệp lấy liền vậy sao con làm cho được. Trời ơi, con làm ơn làm phước làm giùm bác đi. Chạy sắc sơ sắc sở mời hết đầu này bà con của bác lúc đó. Lo quá, cũng quên mời nó. Nhiều khi cái người kế bên nhà cũng không mời luôn. Rồi ổng qua ổng nói, ổng cũng bự con lắm, ổng qua ổng nói vợ chồng bay thấy tao mập vậy chứ tao ăn ít lắm, thì tưởng tao ăn nhiều lắm sao không dám mời. Có đứa con cũng không mời tao làm sao. Trời ơi, mình nói phải xin lỗi em hết. Quên đúng không? Quên đó. Hồi đó mình có chồng về á, ngày đầu là phải thức dậy sớm nè, pha cho bà già chồng một ấm nước trà, rồi quét nhà quét sân. Không, chỉ ngủ tới 10 giờ luôn. Kêu vậy ăn cơm trưa luôn. Nó ngủ vậy đúng rồi. Con có mẹ chồng thì là ngon rồi đó. Nhưng mà không biết là chị có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Mẹ thì nhỏ con với lại trẻ. Dạ, mẹ hiền lắm chị. Nói chung là thương con dâu lắm. Con dâu hết ăn gì là mẹ mua cho cái đó. Chưa cưới nhau thì hai đứa đã gọi là gõ cổng trước rồi đó. Dạ chưa. Không, kể tiếp tục. Cái chuyện mà bị cứu lừa, nãy Quyền Linh nghe nói là cứu lừa quạng mực. Xong cưới về 4 tháng sau, mình nói trời ơi mình mừng quá, sắp có cháu nội rồi đây. Mà sao thấy cái bụng nó xẹp lép. Mình đi lên trên hàng xó, lên cái quán cái bên á, nghe nói bữa hổm thì nghe nói sao con dâu có bầu sao hôm nay nó còn lên đây nó mua cái kia đó. Rồi sao kỳ vậy trời. Về kêu hai đứa ra đây, hai đứa ra đây.
con trai á, nó nói anh ta lại dạ thưa mẹ, hồi đó con nghe mẹ nói mẹ không cưới vợ con sợ quá nên là con nói đại vậy á, cho mẹ cưới cho con. Trời ơi chết rồi, sao con nói đại cái chuyện trời ơi vậy con. Ví dụ mẹ đó ha. Trời ơi nói làm thiệt, tôi lo giật mình, tôi tưởng đâu gõ kẽn rầm rầm rồi ai về kẽn chưa gõ. Rồi cưới về con có làm dâu tốt không con? Còn trẻ quá mà. Con thì chắc không tốt đâu, tại cái tính con vô tư lắm, nhiều lúc làm mẹ buồn mà không biết. Con làm gì mẹ buồn, con thử kể vài câu chuyện coi. Hôm nay mình cứ nói thật với mẹ đâu, mẹ sẽ thông cảm mà, mẹ biết là con cũng còn trẻ mà. Cũng tại nó còn nhỏ lắm á, nên là mình cái gì á, mình cũng phải chiều nó hết trơn á. Quyền Linh thấy là mình cũng rất còn trẻ, nên là cái việc gì mình làm được thì mình cứ làm cho nó hết trơn á. Con thấy điều gì chưa phải với mẹ nè, con tự nhận thử xem. Chưa phải, con chưa phải nhiều lắm. Giờ mà nói ra con không biết nói sao nữa. Gần đây nhất, em đã làm gì cho mẹ buồn? Em thì em nói chuyện em hơi vô tư á, rồi em đi chơi. Tại lúc đó chồng con đi nghỉ vụ á, chưa về. Con về nhà thì con cũng buồn, cho nên con nói gió tăng ca để con đi chơi á. À. Mẹ thì ở nhà giữ bé giùm con. Mà em đi đâu? Đi về nhà mình hay sao? Dạ không, em đi chơi nét đó chị. Rồi ngồi quán nét hoài luôn hả? Dạ con ngồi có mấy tiếng rồi chú. Rồi con để nhà cho mẹ coi. Dạ. Có thú tội với mẹ chưa? Chưa hả? Hôm nay con mẹ biết hết á, vấn đề mẹ bỏ qua cho con thôi, nhưng quan trọng là con phải nói thật với mẹ. Con nói với mẹ đi. Con xin biết. Lỗi mẹ. Mẹ biết hết chứ không biết đâu. Biết con đi chơi luôn, nhưng mà mẹ không muốn nói. Mẹ về mẹ thấy là chồng mẹ đi nghỉ vụ nên là ở nhà với mẹ, nên là mẹ cũng biết con còn trẻ nên là ham chơi, nên là thôi kệ cho con đi chơi, cứ thoải mái cho con đi chơi đi. Nhiều khi chồng con điện về mình cũng phải nói dối luôn, nói hỏi vợ con về chưa mẹ, nói về rồi. Mà nhiều khi nó biết á, bạn bè thấy đi chơi nó nói mẹ sao mẹ còn bao che cho vợ con nữa. Nói không phải mẹ bao che đâu, con đừng nói về tội mẹ. Mẹ mỗi lời nói của mẹ là những lời nói dối rất là ngọt ngào. Mẹ muốn cho gia đình hạnh phúc êm ấm. Con dâu của mẹ biết ý nó. Tôi nói là con ơi, cái gì của con á là nó sẽ của con. Nếu không phải của con có níu giữ thì rồi đây nó cũng phải không phải của con. Nên là mình dùng hết tình thương để thương con dâu. Nên là chồng đi nghỉ vụ 2 năm nó vẫn ở nhà với mình. Rồi mình coi như con gái, không có hơn thua, không có tính toán, không có là chèn ép con dâu, không bắt làm cái chuyện gì hết. Mọi việc mình đều làm cho nó hết. Đi làm về mệt thì chỉ ngủ đi con, xong rồi tới giờ đi làm vậy ăn cơm xong rồi đi làm thôi. Trời ơi thấy thương không? Giữa con với mẹ con có điều gì hợp nhau không? Hợp cũng nhiều mà không hợp cũng nhiều. Có một cái rất hợp luôn, đó là xí sọn. Xí sọn như nhau. Mẹ chồng nàng dâu mỗi lần mà đi ra đường thấy gì đẹp, thấy guốc cao nè, thấy mẹ lùng quá guốc cao thì cao mua về cho mẹ nè, rồi thấy đồ đẹp mua về cho mẹ. Nói chung là bởi vậy nên là thương lắm. Cái lúc mà nó đi sinh ở dưới bệnh viện á, đi sinh mà tới 10 ngày là bé nó không khỏe đó, nên gửi lên dưỡng nhi 10 ngày luôn. Trời ơi thức trắng đêm với nó luôn, mong mà có chị xui xuống giữ giùm chờ một ngày đặng về ngủ một bữa. Mà chị xui xuống cái kêu thôi 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 mẹ về đi, có mẹ chồng con rồi. Xong tiếp tục giữ tiếp tục nữa. Mà mình nói tại vì thương con quá, nó chỉ là mẹ nó khóc kìa mẹ nó tè kìa mẹ nó ỉa kìa mẹ, cái gì cũng kêu mẹ hết trơn á. Chứ mà thì là vấn đề ăn uống, tại mẹ con ăn ngọt á, ăn ngọt rất là ngọt luôn. Đôi khi mẹ nấu chè mà ngọt quá con không được. Còn bữa cơm trong gia đình thì mình ăn uống sao em? Thì em ăn không được thì em nói mẹ thì mẹ bỏ luôn món đó. Thí dụ như là mẹ ơi con không thích ăn món này, thì từ đó tới sau là cô sẽ bỏ món đó luôn, cô không ăn nữa, cô sẽ cùng ăn với món của con. Trời ơi hay quá. Mẹ chồng đúng là yêu thương con dâu đến mức như thế. Chứ nghĩ cái này đáng lẽ con dâu phải là hy sinh cho mẹ chồng đó. Ăn uống có bao giờ con nấu cơm cho mẹ không? Dạ có nhưng mà ít lắm. Tại con nấu đồ ăn không có ngon, con nấu dở lắm. Con nấu món gì mà dở? Thì con nấu có khi là luộc rau rồi chiên trứng này nọ thôi, chứ còn mấy món mà kia thì con nấu không được. Luộc rau chiên trứng mà cũng dở nữa hả? Dạ.
Để mẹ chồng lo hết rồi con có biết chăm sóc con không? Dạ có. Buổi tối thì con đi làm về thì con cho bé vô ngủ với con. Con đi làm ca 1 quá thì chiều con giữ. Còn mà con đi làm ca 2 thì sáng con giữ. Con đánh con tại vì bé nó quậy quá. Rất là quậy luôn. Nó như con trai vậy á. Nó lấy hộ của mẹ nội xong muốn coi xong cái nó lấy nó đập nó quăng. Cái con quánh, quánh thì mẹ binh. Cho nên đâm ra cái hai mẹ con bắt đầu quan điểm là ở chỗ nuôi con nuôi cháu. Dạ. Cho nên nhiều lúc con thấy con cũng buồn. Nhiều lúc con quýnh con mà mẹ không cho quýnh á. Con nít bây giờ càng đánh càng lì nên là mình nói nhỏ nhẹ. Nhưng mà đánh là vậy cho đánh nè. Thí dụ như mình đánh khẽ cái tay nó phá cái đó mình nói ừ con ơi, con phá cái này nên mà là mẹ đánh con sai chỗ này mẹ đánh con chỗ này nó nhớ. Chứ nó phá rồi cứ tự nhiên bắt ra quýnh bóp 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 bóp. Rồi nó cũng không biết mình sai cái chỗ nào, ngày mai nó phá nữa. Đúng rồi. Những ngày kỷ niệm, những ngày sinh nhật mẹ em có nhớ không? Dạ không, tại em vô tâm lắm. Tại sao mình lại không biết, không tìm hiểu cái điều đó em hả? Dạ cũng có nhưng mà mẹ nói rồi nhưng mà em quên. Em không hỏi lại luôn. Dạ hỏi quá ai sợ mẹ buồn á chị. Em hỏi nhiều khi mẹ lại vui á. Tại hỏi xong rồi quên. Em hỏi cũng mấy lần nhưng mà em không có nhớ. Vậy hả? Dạ, em nói xong, mẹ nói xong em quên mất tiêu. Có ghi cái ngày sinh nhật của mẹ vô cột của nhà gì đó. Hay vô sổ hay vô điện thoại gì đó. Dạ. Nhớ không? Dạ. Con thấy cô là một người mẹ rất là hy sinh á. Không biết là có bao giờ mà cô tủi thân cô khóc vì em quá vụng về chưa cô? Có chứ. Có nhiều khi mình nghĩ là không biết mình là mẹ chồng hay là đàn dâu nữa. Thật sự là con nó vô tâm lắm. Cũng nhiều khi cũng có nói khéo nhưng mà con bé này nó không có hiểu, nó chẳng có hiểu gì trơn, cứ vô tư vậy đó. Thương nó lắm mà không phải là nói là không hài lòng nhưng mà mong muốn là từ nay sắp tới bớt ham chơi lại, bớt mua sắm phung phí lại, học mà một hai món ăn ngon. Mẹ thì càng ngày càng già, con thì càng ngày càng lớn nên là thí dụ không có mẹ ở nhà thì phải nấu ăn rồi cho ba chồng rồi cho chồng cho con một hai món ngon. Người ta nói là đường hạnh phúc nó đi ngang qua cái đường bao tử xong rồi nó mới đi đến hạnh phúc. Chồng mình ăn sao mà nó nhớ hoài cái món ăn của mình, mai mốt nó không có ăn ở ngoài, về nó ăn cơm của vợ. Đó là giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Mẹ con là một người nghệ sĩ rất là dễ thương, rất là hiểu về tâm lý luôn. Con mà không chinh phục được mẹ là dở đó nha. Hôm nay có đông đảo mọi người ha, có bà có hàng xóm có hết luôn á. Con muốn xin lỗi mẹ gì và hứa với mẹ điều gì đi. Rồi nói nhìn mắt mẹ nói con. Con xin lỗi mẹ, con vô tâm. Con không biết mẹ muốn gì, mẹ hết gì. Con hứa là từ nay con sẽ sửa đổi. Con không có ham chơi nữa. Con sẽ học nấu món ăn nhiều để về nấu cho ba mẹ ăn. Rồi thôi cố gắng nha con. Cố gắng nha. Một kỷ niệm của chương trình. Chúc gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cả gia đình. Đó là nồi cơm điện đến từ thương hiệu Akino. Cảm ơn cô và em đã đến với chương trình. Chúc năm này dùng con.